Còn cái phần mà thầy trả lời tiếp cho thiện trí, con xin thầy vui lòng giải nghĩa cho chúng con được học hỏi cho rõ. Ví dụ, chúng con ăn thịt một con cá, rồi sau đó con phải đền mạng 10 con hoặc nhiều hơn. Rồi trong chỗ đền mạng sống đó, ai đứng ra phân xử để đền? Chỗ này con chưa hiểu rõ, con xin thầy chỉ dạy cho chúng con hiểu. Bây giờ thầy chỉ dạy cho, nếu mà ở về pháp luật á, thì con làm một cái tội giết người á, thì có tòa án lợi xử con ở tù không, hoặc là tử hình, có phải không? Còn bây giờ luật nhân quả không thấy ông nào hết, mà nó xử con không có sót một chút đâu. Nó xử con bây giờ đó, con đi bắt con gà cắt cổ, phải không? Cái hành động của con mà cắt cổ con gà đó thì nó sẽ phóng xuất ra cái từ trường. Rồi cái từ trường đó như thế nào? Cái hành động của con ác mà, phải không? Phải của con không? Nó phóng ra cái từ trường. Cái từ trường đó nó sanh làm con gà để làm gì? Để chúng bắt cắt cổ lại. Có phải cắt cổ con lại không? Hay là con phải chết làm con gà rồi chúng mới cắt cổ con? Có phải không? Đây là nó sanh trong nhân quả, chứ đâu phải là sanh ở trên cái linh hồn con đi sanh đâu, mà đợi con chết rồi con sanh làm con gà rồi chúng mới bắt con cắt cổ. Mà một đời con mà cắt cổ gà con biết mấy con không? Ôi thôi, ăn biết bao nhiêu lần đám dỗ giết mấy con gà, chứ đừng nói một con, có phải không? Do đó mà các con cắt cái tư trường ác đó nó tương ưng, bởi vì trong nhân thì có quả, mà trong quả nó có nhân mà có hạt, mà nó sẽ sanh ra những con gà đó. Bởi vì con cắt cổ con gà này là cái nhân ác của nó, cái nhân ác của con gà, mà cái hành động ác của con làm, cái hành động ác của con làm nó sẽ làm con gà. À, con tự con ở tự con mà sanh ra con gà, thì con gà đó cũng lớn lên, người ta cũng nuôi đủ 5 tháng rồi, cắt cổ làm thịt để cúng dỗ ông bà ta, thì con chứ ai bị cắt cổ mà con chịu đau, hay là con gà chịu đau? Bây giờ con có biết đâu, con gà họ cắt cổ kia con cũng biết đâu, mà con gà mà con nắm con cắt cổ ở đây là cái người nào họ cũng cắt cổ con gà đó, họ thành gà con cắt cổ lại đi chứ gì. Trong khi con thấy con gà giải dụa, chứ con có thấy con ngồi đó con đau không? Nếu mà chắc con đau nữa là chắc con không dám làm điều đó đâu. Nếu mà đau thì nó không phải sinh ra trong cái lực của nhân quả. Nếu mà con đau thì không có sinh ra trong quy luật của nhân quả. Cho nên các con là thừa tự của nhân quả, từ nhân quả sanh ra. Các con hiện giờ có thân này cũng từ nhân quả sanh ra. Một cha mẹ chúng ta là sanh ra, con gà khi cũng từ nhân quả sanh ra, nó cũng một cha mẹ. Tại sao chúng ta nở cắt cổ nó? Do ai mà có đây? Do nhân quả chúng ta mà có con gà này. Do ai mà có con cá này mà người ta đập đầu con cá? Bây giờ thử ai lấy cái cây khỏ cái đầu của mình, cái mình nghe trong đó sao? Trời đất ơi, cái lỗ tai tôi nó lùng bùng, cái đầu tôi nghe nó gì dữ tợn lắm. Các con hiểu chỗ đó không? Ai đã làm điều này? Chính mình đã làm cái điều này mà mọi người đều thọ khổ. Các con thấy tại sao mà mình chửi người ta, để rồi có một cái người sanh ra để bị người ta chửi lại? Cũng như bây giờ mình sanh ra do cái người nào hung dữ cũng chửi lộn, mà bây giờ mới đẻ ra mình, mới sanh ra mình. Bây giờ mình bị người ta chửi thì mình cũng chửi lại nữa, thì do đó mình lại sanh ra cái người bị chửi nữa. Các con thấy đi cái lòng vòng như vậy, trong cái quy luật lòng vòng của nhân quả, con hiểu cái nhân quả chưa? Nó đi cái vòng của nhân quả, cho nên Đức Phật gọi là luân hồi. Luân hồi nhân quả nghĩa là nhân quả thì phải có khổ thôi, không có chạy đâu hỏi hết. Còn bây giờ cho nên vì vậy nó đâu có dính dấp gì con, thôi cứ cắt cổ nó mà ăn, rồi nó sanh ra bao nhiêu con gà thì họ cắt cổ chứ có gì đâu mà sợ. Nhưng mình có nở lòng nào khi cầm dao cắt cổ con gà mà thấy con gà giãy giụa đau đớn mà chúng ta nở sao? Các con thấy, mà do ai mà có con gà này nó, thì chúng ta đặt câu hỏi, biết đâu chừng cha mẹ mình ngày xưa đã từng cắt cổ con gà làm dỗ cúng ông bà, rồi lấy cho con mình ăn cái giò, cái cảm, cái gan, cái mề nó đây. Tiếng cha mẹ mình làm cái điều đó thì cha mẹ mình cứ tránh khỏi cái hành động làm này không? Có thành con gà không? Bây giờ mình cắt cổ con gà, biết đâu chừng cha mẹ mình là con gà đó hả? Có phải mình cắt cổ cha mẹ mình không? Nếu quả thật mà cha mẹ mình mặt mày y như cha mẹ mình thật, mình cắt cổ ông ta tới có được không? Các con cứ nghĩ đi. Vì qua một cái lớp nghiệp của nhân quả cho nên chúng ta thấy nó con gà, cho nên chúng ta cắt cổ được. Nhưng mà không ở trong cái lớp nghiệp của con gà, mà cái lớp nghiệp của hình dáng của cha mẹ, thì các con lợi nắm tóc mẹ mình cắt cổ làm được không? Mấy con có làm được không? Nhưng mà mình con gà thì mình làm được, nhưng mà cái hình dáng con gà, nhưng mà cái từ trường của cha mẹ mình, các con biết cái đó là một cái vô hình, nhưng mà nó thật. Thì Đức Phật đã nói như thế nào? Có một trong thân ngũ quẩn của con gà cũng như thân ngũ quẩn của con người, nó có 5 cái quẩn. Thì cái sắc quẩn là chúng ta thấy thôi, nó còn
bốn cái quẩn kia nó vô hình mấy con, không có thấy, nhưng nó vô hình, nó có chứ không phải không. Bây giờ cái thọ mấy con có thấy cái thọ không, nhưng mà sao nó đau nhất tôi hoài, các con hiểu có chứ đâu phải không. Rồi cái tưởng mấy con thấy, ngồi đây mà mấy tưởng cái chuyện ở đâu mà hôm qua hôm kia bây giờ tưởng được à, nó có chứ đâu phải không, đó là tưởng quẩn mà mấy con, đó là ý thức tưởng rồi. Còn bây giờ nó có mà, còn bây giờ tại sao cái biết tôi có thấy nó ở đâu mà sao ai nói gì tôi cũng biết, có không mấy con, có thấy cái biết, lấy cái biết để ra đây cho thầy xem coi, không ai không, nhưng mà nó có mấy con, nó có cái biết chứ. Nếu không biết làm sao thầy nói chuyện với mấy con được, nếu cái cây kia mà nó không biết thì nó làm sao nó có cảm nhận được, nó phải biết chứ. Tất cả mọi vật đều có cái biết chứ không phải không có cái biết, nhưng cái biết đó nó vô hình, cho nên nó bốn cái vô hình, cái thân ngũ quẩn của một con người, của loài vật, của mọi vật đều là nó có năm quẩn, thì cái sắc quẩn mới có thấy hình dáng mà thôi, còn tất cả cái kia nó vô hình. Cho nên đứng trong di vật biện chứng thì chúng ta thấy có vật chúng ta nói, mà không vật thì chúng ta không nói, thì chúng ta sai. Có cái vô hình, đưa một cánh tay ra vậy nó phải có cái lực của nó chứ, làm sao không có lực được, không còn hiểu. Thì đưa như vậy nó phải có cái lực chứ, cái lực của chúng ta thấy được không, nhưng mà có chứ. Rồi cái từ trường chúng ta thấy phải có chứ, làm sao không có được cái này đó, tất cả những cái vô hình đó. Cho nên con thấy không ai phân xử à, không ai phân xử, này nó không có phân xử. Anh làm một điều ác đó, anh phải gặt lấy cái quả cổ anh thôi, anh cắt cổ con gà thì mai mốt anh phải tranh gà anh cắt cổ lại thôi. Anh đập đầu con cá nó giấy vụ, anh làm thịt nó anh ăn rồi chứ vậy chứ, mà cái hành động anh nó sẽ thành con cá đó, nó coi chừng nó sẽ thành con cá con, nó lớn dần lên cái đúng cái chỗ đó đó, người ta bắt được con cá đó về người ta cũng đập cái bốt vậy đó thôi, không có gì đó. Mà của ai làm con cá này là của con đập con cá chứ ai, có hiểu vô đây. Nhưng mà cái liên hệ của nó là cái đau khổ của nó đau khổ ở trên cái nhân quả của nó, chứ nó không phải liên hệ ở con. Chứ nếu mà cỡ mà con cá đó bị đập đầu mà ở đây con nhức cái đầu chắc con không dám làm, có phải không. Đó là những cái mà chúng ta phải hiểu, nó ở trong quy luật của nhân quả, ở trong cái nhân quả, cho nên nó đau khổ trong nhân quả. Con hiện giờ con đau khổ là con đau khổ trong nhân quả của con, chứ không phải. Nhưng mà cái từ trường sanh ra thì đau khổ con vật đó, chứ không phải là con có liên hệ. Cũng như cha con, ông cha ông đau gần chết mà con nói, phải chi mà con chịu đau cho ba được thì con chịu hết. Nhưng mà sự thật có ai chịu đau cho ai được không? Nó là nhân quả mà ai chịu ai được. Đã nói nhân quả thì con làm sao con chịu đau cho người khác được. Cho nên nói Đức Phật Quan Âm cứu khổ, trời đất ơi cứu khổ sẽ được, nhân quả của người ta làm mà bà đưa tay vào vô bà cứu à, bộ bà muốn chết sao bà cứu. Cái đó là cái sai con, cái lý luận nó như vậy, vậy là cũng đúng. Cho nên phải hiểu đúng, phải hiểu như thật. Cho nên đứng trên nhân quả chúng ta thấy như thật rồi, quá như thật rồi. Cho nên chúng ta hiểu nó. Như ngày xưa tới giờ người ta nghĩ là một con người chết nè, có cái linh hồn đi sanh làm người hoặc là làm con vật thôi. Nhưng bây giờ chúng ta đã học nhân quả, chúng ta hiểu rằng một người không phải sanh một người, mà từ trường của nhân quả sanh. Bởi vì chúng ta từ nhân quả sanh ra chứ đâu phải là con người đi sanh bằng cách là có cái quy định của sự sanh đâu, hoặc là có cái đấng tạo hóa nào cứ đẻ ra chúng ta ra, cái bà tạo hóa nào mà đẻ chúng ta ra chắc là nó cũng chết điên nữa chứ đừng. Cho nên ở đây chúng ta tu học chúng ta thấy như thật. Cho nên vì vậy mà nó không có tòa án mà xử phạt, nhưng mà nó thông minh lắm, không có trốn chạy. Con bây giờ có tiền vàng và con lo lắng, con làm ác rồi con lo nó, đừng có cho tôi thoát khỏi cái cảnh khổ này đi. Nó cũng không có nghe đâu, bao nhiêu tiền con có đưa bao nhiêu nó cũng không lấy đâu. À, nhưng đó thì con phải trả thôi. Nó như vậy thầy trả lời câu hỏi của con. Như vậy được chưa? Nghe hiểu chưa? Đó, từ đây về sau mà phải cố gắng, bởi vì học nhân quả rồi thì cố gắng giữ gìn sống trong thiện pháp. Bởi vì mình đã hiểu nhân quả mà mình còn sống trong ác pháp thì sẽ đem đến sự khổ cho loài vật, mà cho chính bản thân mình đang thọ những cái quả đó. Đó, mấy con đã hiểu rồi. Tính từ tiện lỗi cho con hỏi về cái chỗ nhân quả là gì đó. Tức là giữa cái con người của mình với tất cả những loài vật, những cái từ trường mà nó tạo nên những loài vật đó, nó không có liên hệ với nhau. Vì vậy thì sau khi mình chết thì cái nghiệp lực của mình là nó đâu có tương ứng được với tất cả những loài vật được, nó sẽ tương ứng với là người để tái sinh vào trong loài người, nhưng mà tái sinh vào trong chỗ của đâu hạnh phúc do những cái nghiệp lực nó tạo ra thôi. Ý tôi muốn nói là loài người là chỉ tái sinh trong loài người thôi, chứ không thể nào tái sinh vào trong loài vật được. Đâu được, con còn cái nghiệp tận cận tử nghiệp nó chờ con đó chứ. Nếu mà tới con cứ thường thường bắt gà thịt cá giết chúng sanh thì cái cận tử nghiệp của con lúc bây giờ thèm cá thèm gà là nó đi tái sanh gà giết chứ còn gì nữa, chứ nó làm sao làm người được. Con cứ ăn thịt nó thành được cái nghiệp nó thèm cá thèm thịt, tới chừng đó gần chết rồi nó bắt đầu ba bây giờ ba ăn không được mà ba bây giờ muốn miếng thịt quay mấy con để hử cái ba chết cũng được,
thì lúc bây giờ rõ ràng là con phải thành con heo quay chứ sao con chạy đâu cho khỏi, đừng nói làm người được, nó còn có tận cận tư nghiệp con. Tại vì Đức Phật nói như vậy là để như là cũng giống như là cảnh giác cho mọi người đừng có làm ác không, chứ làm sao mà tôi... Đức Phật mà nói cảnh giác đây làm gì, nói như thật. Không có nói cảnh giác đâu mà nói như thật, bởi vì Đức Phật đưa ra bốn cái chân lý, mấy con, chân lý là sự thật, chứ Đức Phật đâu có cảnh giác được, đâu có nói chuyện mà mặc dù mà rồi không thầy sao? Tôi biết là thầy vì trong học Phật lý học đó thì họ cũng đưa ra một cái lực để mà họ phân tích, chẳng hạn như nó một cái lực tác động, ví dụ như vật này tác động vào vật kia. Hồi nãy thầy nói là cái lực đưa cái tay ra đó là nó vô hình, thì trong vật lý học người ta cũng đưa ra cái lực nhưng mà người ta không chứng minh sâu về nhân quả, họ đã không rõ, thì người ta chỉ nói rằng là vật này tác động vào vật kia 50 newton thì vật kia sẽ tác động lại vật này 50 newton, họ chỉ nêu ra cái vấn đề, họ nêu cái đó thôi. Dạ. Đó, thì nó tắt nó đưa ra thì nó có sự tương ưng nó nữa, còn cái các nhà khoa học, các nhà lý học thì họ không thấy sự tương ưng đó, cho nên họ không thấy được sự tái sanh. Còn mình lại thấy được sự tương ưng, nó tác động chứ nó tương ưng với cái vật khác đó, nó sẽ hợp nhau, nó sẽ tương ưng nó thật. Họ mình lại lại thấy xa hơn, cái đôi mắt của Phật thấy xa hơn, cho nên mới có bộ kinh tương ưng. Không lý gì. Cho nên cái cận tử nghiệp là nó chờ cho mấy con bỏ cái thân này là cái nghiệp cận tử đó mấy con chịu chừng, nó đi sanh cái gì đó biết liền rồi. Cho nên thầy tại sao mà thầy hướng dẫn các cụ để giữ tâm bất động của mình lúc cận tử nghiệp, các con thấy, mà nếu mà giữ được thì do cái quá trình tu tập mình giữ tâm là phải sống thiện, chứ sống không thiện thì có giữ đâu được. Nó dễ gì cứ ăn thịt chúng sanh, cứ thích ăn ngon, cứ thích ngủ coi trời đó, coi chừng nó ngu si đến mức độ mà không thể làm sao mà gọi là thanh tản làm như sự được đâu. Nó không phải dễ, cái nghiệp đó không phải giữ được đâu. Cho nên ngay bây giờ đó mình phải giữ đúng giới hạnh nè, mình cho nên mình mới tu tứ niệm xứ, mình mới tắc ý, mình mới giữ được cái tâm mình thanh thản an lạc vô sự chứ. Tới chừng mà nó sắp chết rồi mấy con tưởng cái cận tử nghiệp nó đâu có để cái thân mấy con yên đâu. Cho nên cái người tu người ta làm chủ được sự sống chết, người ta bảo họ là vô thường đi nó đi, còn mấy con la đi con rít rách cái miệng mấy con, nó chưa chắc nó đi đâu. Bởi vì mấy con chưa có đủ đạo lực, mấy con thét đi, thét làm sao nó đi được, cái thọ mấy con là nó cái nghiệp của mấy con rồi. Mà thầy như vậy là mình phải luyện tập dữ lắm á, chứ không thì con cảm nhận như là con chưa chết nhưng mà con thấy rằng á, mình chết á là không phải đơn giản đâu. Cả cơ thể mình á, nó giống như rung bắn lên, và cả cái cảm thọ này nó dữ dợn. À, cái nghiệp mà, nó tới chừng đó cái cận tử nghiệp, mà ác nó còn dữ hơn. Con thiện á, nó im re đó, mà con sống ác rồi trời đất ơi. Chuyên môn mà bắt cá, chuyên môn mà săn bắn rồi coi biết, chuyên môn mà đâm heo mà đập bò đó mà biết. Thầy nói đừng có tưởng mấy cái người đó mày dương đâu, cái chừng chết nó la hét thì đó vậy đó mà. Cái gì nó thích cái gì nó phóng vô đó cái là rồi, mà hồi cận tư nghiệp rồi nó con biết nó phóng. Ví dụ như con thích đi quá nó làm chìm bay, đúng vậy đó, nó làm cũng chìm chứ không phải làm người đâu. Nó thành ra trong cái cuộc sống tu hành, cái cuộc sống tu hành ngay từ bây giờ mình chuẩn bị cho mình có đủ cái sức lực, mà trên cái thời gian mà các con dùng cái phương pháp mà như lý tác ý và cái định vô lậu để phá tâm thì nó trở thành một cái đạo lực rất lớn. Bởi vì hàng ngày khi mà có một niệm khởi trong đầu mấy con, có một chướng ngại thì trên thân của mấy con, thì mấy con phải tác ý, dùng cái pháp tác ý liên tục để đối trị với cái cảm thọ đó. Mấy con tác ý, mấy con ngồi đó mấy con cũng chỉ đau thôi chứ mấy con làm sao hết. Bây giờ tác ý một câu nè, chưa hết tác ý một câu nữa, tác ý một câu nữa, mà càng đau luôn thì càng tác ý liên tục, để nhờ cái tác ý đó mà nó át đi cái khổ của mấy con, và đồng thời cái đau nó giảm lần xuống thì cái tác ý thưa dần cho đến khi không tác ý nữa là hết. Cái niệm cũng vậy, niệm này vô rồi tác ý quán đi ra, rồi niệm khác vô, rồi niệm đó tới lại nữa, nó cứ tới luôn mãi suốt 5 tháng mấy con ngồi đó mà quét. Cho nên ăn no ngồi không, đi xin ăn rồi ngồi không mà quét chứ không phải là nói là sung sướng đâu. Nói tu tứ niệm xứ chứ không phải là ngồi đây mà quét, nói một kêu là quét quét chừng nào mà bụi bặm này sạch bóng hết, tham dư không còn ở trong tâm mấy con nữa thì cái trạng thái thanh tản nó mới hiện ra, và như vậy cái kết quả của mấy con mới viên mãn. Đến bậc thầy á, theo con câu á thì con ví dụ như là 1 phút là con tá ấy 1 lần, nhưng mà ví dụ như mình đang bị hâm tạp cái con mấy kỳ con 1 phút tá ấy 1 lần, mà con tá ấy 1 lần là nó ngủ mất tiền. Tôi nói ủa sao mình 1 phút mình tá ý 1 lần lại nó lại ngủ. Vậy là lâu ngày con suy tư, tôi nói thôi bây giờ 1 phút tá ý 1 lần được, thôi bây giờ lại nửa phút tá ý 1 lần mà cũng không được, thì đúng rồi, thôi bây giờ lại là nửa phút tá ý 2 lần
thì nó có kết quả không mà. Bây giờ bởi vì mình mới thu dần là cái pháp tác ý để xem coi thử coi cái khả năng, cái đặc tướng của mình như thế nào. Bây giờ mình thu dần vô, mình thấy bây giờ có nửa phút mình tác ý hai lần đi, nửa phút tác ý hai lần thì mình thấy im, cái chuyện mà nó vô ngủ nó cũng vô được. Thì như vậy là bắt đầu bây giờ mình phải tác ý như vậy. Sau một cái thời gian mình tác ý như vậy đó, thì trên cái sự tác ý để nó có thời gian nó kéo dài cái trạng thái thanh thản của mình, coi như để cho nó tỉnh táo, để cho các niệm khác mà nó đến đây mình dùng cái đi định vô lậu mình cũng phá vỡ nó đi. Chứ còn con cứ ngồi ngộ ngủ hoài đó thì thôi, đâu làm sao mà có niệm nào mà xuyên vô này mà đuổi. Tức là cái niệm si nó đón đường con hết rồi. Cho nên vì vậy mà bây giờ đó con mới tập chánh niệm tỉnh giác. Con hiểu chỗ tập chánh niệm để khi áp dụng vô trong này mà cứ ngồi tác ý không thì làm sao mà có cái niệm gì mà rớt trong này mà tu, có phải không? Cho nên buộc lòng con phải tu tập chánh niệm tỉnh giác bằng hơi thở hoặc bằng đi kinh hành thì con tỉnh giác được. Do sự tỉnh giác đó con sẽ ở trên vị trí nào để mà quan sát, chứ con cứ con đứng con tác ý hoài đó thì thôi sao rồi, nó động tâm quá rồi làm sao. Cho nên thầy nói tứ niệm xứ phải đứng trên một cái đỉnh của tứ niệm xứ để nhìn xuống tứ niệm xứ mà quan sát nó. Cho nên chúng ta chỉ đứng ở trên cái đỉnh đó thôi, chứ chúng ta không có tác ý. Chứ mà con tác ý hoài nó thôi rồi làm sao tu nữa được. Cho nên mà không tác ý thì ngủ thì làm sao tu. Câu hỏi là nên câu thầy đang dạy về mình đứng trên một cái đỉnh để mình quan sát trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Mình nếu mình đứng trên cái đỉnh đó thì lúc đó tâm mình phải là ít bị các chướng ngại pháp. Đúng rồi, nó không bị ngủ, nó không bị phóng tâm, bị phóng giặc nhiều. Chứ nếu mà mình phóng tâm phóng giặc mà mình đứng ra đây nó thì chắc là nó cũng luôn. Nó cứ đi trên cái con đứng con nhìn bốn cửa thành con mà cứ người ta chạy ra chạy vô vậy thì con gắt thành cái gì? Nó đi ra vô hoài tối ngày nó đi làm sao được. Nên ở đây thì nó phải khi buổi chiều nay đến đây thầy kiểm tra rồi thầy sẽ dạy cho. Do bây giờ ở đây chưa có biết pháp tứ niệm xứ rồi ngồi đó mà quan sát cái thành mà cứ để cho người ta chạy ra chạy vô, còn mấy cái ông lính gác thành này ông ngộ ngủ không muốn đi đâu đi thì chuyện nó đâu có được.